Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay sẽ là bài viết phân tích tâm sinh lý các nhân vật trong mắt biếc của tác giả Bánh Mì Trứng. Còn mình là Pink Dot, hãy cùng bắt đầu bài viết ngay bây giờ nhé. Bí quyết giành chiến thắng 100% khi gặp Ngạn, Hà Lan và Dũng trong game tình yêu. Chào các bưởi! Tâm sinh lý của con người là một môn học cần thiết khi các bưởi bắt đầu thực hành tán tỉnh và tà lừa lẫn nhau. Mắt biếc có thể là một trong những bộ phim để lại khá nhiều quan điểm trái chiều trong thị trường phim Việt. Có ít bộ phim mà để lại nhiều sự quan tâm và tranh luận như vậy. Thế nhưng dù phim ra rạp đã rất lâu, nhưng mà tôi vẫn sẽ phân tích cái tâm sinh lý của nhân vật cộm cán trong tiểu thuyết này để các bưởi có thêm kinh nghiệm tránh lọt vào friendzone nhé. Nói chung Mắt biếc là một bộ phim ca ngợi tinh thần friendzone bất diệt khi có tới 3 nhân vật chủ chốt là Hồng, Ngạn và Trà Long. Tất cả đều rơi vào friendzone một cách tự nguyện. Nguyên nhân chủ yếu là dùng sai phương cách tiếp cận. Tuy nhiên để tránh việc bài viết tầm sàm này quá loser, tôi sẽ phân tích Winner Hà Lan trước nhé. Hà Lan, tôi gọi là Winner, bởi vì trong câu chuyện tình đẫm lệ và nhiều dây dứt này, Hà Lan lúc nào cũng đứng ở tư thế cửa trên, chủ động trong cuộc chơi và cảm xúc của mình. Kiểu rất là YOLO ấy. Lưu ý là cửa trên so với người chơi ở đây là Ngạn thôi nhé. Hà Lan có thích Ngạn không? Nhiều khả năng là có. Ở trong môi trường bé nhỏ như làng Đo Đo thì rõ ràng Ngạn là lựa chọn ngon nhất. Vừa si tình, vừa chăm sóc. Tuy hơi ngố nhưng được cái đàn ca mua vui tốt. Đại khái kiểu dù bạn không thích ăn cá lắm nhưng mà nếu buộc phải nấu cá thì bạn vẫn sẽ chọn con ngon nhất, đúng không? Ngạn và Hà Lan lại có một quãng thời gian dài bên nhau. Những cảm xúc đan xen chắc chắn là có. Mình không dám chắc là Ngạn có thể chiến thắng nếu như map này chỉ gói gọn trong địa phận làng Đo Đo hay không. Nhưng về cơ bản thì có nhiều lợi thế. Nhưng đen cho Ngạn cái là mọi chuyện không như thế. Ngay khi vừa va chạm với một tầng lớp khủng hơn, năng động hơn, cởi mở hơn là Thành Thị, thì Ngạn đã thua Bezelet. Hà Lan với tư tưởng YOLO dĩ nhiên là sẽ thấy Ngạn lúc này rất nhàm chán, nhạt nhẽo và cô gái lập tức đi tìm niềm vui thú khác. Hà Lan không hề sâu sắc, cô cũng chẳng cần suy nghĩ chín chắn gì, cô sống rất bản năng. Mình thích thì mình làm thôi, mà đã có chơi thì có chịu. Hà Lan cắn răng sinh con làm single mom, bám trụ Thành Thị, hẹn trai thành phố. Con đường rất đau khổ nhưng mà Hà Lan kiên định VGL, nhất định là không quay về với Ngạn. Cùng lắm thì Ngạn chỉ là một chỗ mà lúc nào Hà Lan yếu lòng quá thì tới xả một trận rồi thôi. Giống như mấy con chim cánh cụt đòi rác ở công viên á. Hết mưa thì trời lại nắng, cất ô vào và đi đu đưa. Có thể Ngạn cho Hà Lan một bến bờ êm đềm thật đấy, nhưng điều quan trọng là Hà Lan không cần và cũng không thích cái bến bờ đấy. Mỗi lần mệt mỏi quá thì Hà Lan tìm về cái bến nghỉ ngơi vài ba nhịp rồi lại lên đường ra biển lớn tiếp. Hà Lan chọn trông gai và sóng gió và Hà Lan cứ bước ném Ngạn ở đằng sau. Cho nên trong phim Hà Lan dí theo Ngạn theo mình là quá sức vô lý và phá hết cảm xúc của một nữ cường nhân như Hà Lan. Cho nên khi các bưởi gặp phải một em như Hà Lan, nếu các bưởi không dẻo mồm như Linh thì cũng phải phong trần như Dũng. Những cô gái này chỉ bị hấp dẫn bởi những thứ mới lạ, những thứ đẹp đẽ, chân tình hay là lụy tình không làm rung động được họ đâu. Xấu hổ thay là đụt thì lại càng không có cửa. Nói nôm na ấy là trong cuộc chơi có sự góp mặt của Hà Lan, không có sự xuất hiện của thông cảm, của thương hại, không xin xỏ. Chỉ có cách là chơi hay hơn cô ta, đặt level cao hơn, thể hiện mình rõ ràng hơn và mãnh liệt hơn. Khiến cho cô ta cảm thấy hấp dẫn và thích thú các bạn thì các bạn mới có khả năng chiến thắng. Các bưởi lưu ý là tự đánh giá bản thân trước khi nhảy vào chiến trường này nhá. Mất công lại rơi vào vực thẳm friendzone không lối thoát như là Ngạn hay là Hồng thì đen lắm. Dũng. Dũng là một tuýp người thực dụng và có đủ điều kiện để thực dụng. Trong cả tiểu thuyết và phim thì Dũng đại diện cho một con đực hùng mạnh. Trong cuộc game giữa Dũng, Hà Lan và Ngạn thì Dũng nằm ở vị trí Game Master nên Dũng bất bại. Nói hơi trơ một tí thì đàn ông luôn muốn trở thành Dũng dù mồm thì thông cảm với Ngạn. Dũng phong trần, đẹp trai, có ngoại hình, Dũng có thể dẫn các cô gái tới những nơi vui vẻ, có thể cho những cô gái những trải nghiệm tuyệt vời, không nhàm chán và rụt rè như Ngạn. Như đã nói ở trên, có những người con gái sẽ sợ trước sự mạnh bạo của Dũng, nhưng với Hà Lan thì không, đây chính là người chơi phù hợp với cô ấy. Level của Dũng đủ sức hấp dẫn Hà Lan. Pha ghép cặp của tác giả Nguyễn Nhật Ánh quả thực là xuất sắc. Muốn quẩy ngang cơ với Dũng thì không có chiến thuật nào hiệu quả hơn là thả và kéo, kéo và thả, hái hoa và vờn bướm. Đại khái là cuộc chơi của các cao thủ với nhau. Với loại đàn ông này, thậm chí cả phụ nữ dạng này, họ càng không đạt được thì họ càng hừng hực, quyết tâm để chinh phục cái đó. Tất nhiên là kéo cũng phải có chừng có mực, kéo một thước thì phải thả ra một trượng, chứ kéo luôn coi chừng nó điên lên nó phá game thì chết. Kéo thả sao cho mỗi khi người ta đạt được một mốc nào đó rồi, tưởng như đã thắng rồi thì lại thấy vạch đích rời xa lên hơn. Đó là cách dắt mũi hiệu quả nhất. Nói chung, nếu tự thấy mình không đủ trình cao thủ thì không nên dây vào, nếu không bưởi sẽ rơi vào đau khổ zone chứ không phải là bạn bè zone nữa đâu.
ngạn. Lột đi lớp vỏ rụt rè, ngây ngô và nhạt nhẽo, thì về bản chất, ngạn giống như là Hà Lan, kiên định với con đường mình đã chọn, trâu kéo cũng không quay về. Cho nên dù Trà Long có xinh xẻo, tươi tắn, cho dù Hồng có trung tình và ân cần, thì cả hai đều khỏe không bằng trâu. Cho nên ngạn khóc trên xe lửa theo mình là chuyện rất vô lý. Ngạn đủ thông minh để biết rằng mình không bao giờ có được Hà Lan. Ngạn cũng không giống Hà Lan, có chơi thì có chịu. Bất kể người ta nhìn mình thế nào, đánh giá mình ra sao thì đường ngạn, ngạn cứ đi. Chi tiết ngạn từ chối Hồng, nhân vật hư cấu rất hay. Nhưng đoạn khóc trên xe lửa thì lại phá hỏng hết hình tượng của ngạn. Đáng lý ra là người ra đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng thềm nắng lá rơi đầy. Mặc dù đều lì lợm như nhau, nhưng ngạn khác một chút với tuýp hừng hực yêu đương như là Hà Lan. Nếu Hà Lan là đống lửa thì ngạn là bếp than. Cả hai cùng cháy nhưng một bên thì rừng rực, còn một bên thì âm ỉ. Nếu Hà Lan mạnh mẽ vì chọn con đường đau khổ, thì ngạn vì yếu đuối nên tự chôn mình vào quá khứ. Tuýp người này rất khó chơi, chiến thuật nào thì cũng chỉ có 50-50. Thậm chí là mấy chục năm cày ải, xây hẳn một tòa tháp như Hồng còn tan nát nữa là. Kiểu như thế giới nội tâm của anh là một hang đá, em muốn vào nhưng anh lại lấp bởi bê tông. Muốn nổ đá thì chỉ có dùng TNT. Đại khái là khi gặp những người này, đừng dùng chiêu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, dây dưa đục đẽo như Hồng cho mất công. Bởi giống như Hà Lan, ngạn không thích cái sự ân cần, bền bỉ, mà thứ ngạn thích là một cái gì đó thật ấn tượng, thì thứ ấn tượng mới đủ sức đánh đổ những hình ảnh cũ trong tâm can của ngạn. Cứ canh canh nổ một phát thật to, thật cảm động, thật mạnh mẽ, được thì các bưởi sẽ có một kho báu, còn không thì chả dép mình về thôi, chả mất gì của họ. Nhớ nha, đừng câu kéo, cũng đừng lụy tình, càng đừng hy vọng thời gian sẽ làm việc của nó. Đối với loại người này, những thứ ấy đều vô vọng. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!